một thử thách nhớ đời. Chuyến đi đầu tiên không có mẹ, những chiếc camera và micro được giấu kỹ đã ghi lại cho chúng ta thấy sự thông minh nhanh nhẹn của những đứa trẻ, những thời khắc phản ứng bất ngờ, những giọt nước mắt, những nụ cười của những đứa trẻ khi chúng tự trải qua một thử thách lớn trong đời, để chứng tỏ dù 3 hay 5 tuổi thì chúng con đã lớn khôn theo một cách đặc biệt. Quý vị khán giả đang đến với số phát sóng rất đặc biệt của chương trình Con Đã Lớn Khôn. Đây cũng là số tổng kết 26 số phát sóng, một chặng đường dài của chương trình Con Đã Lớn Khôn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì ngay tại phim trường, như quý vị cũng thấy là không khí đang rất là tưng bừng và sôi nổi với rất đông những khách mời. Thanh Thảo xin được phép giới thiệu trước tiên là hai gương mặt rất quen thuộc với quý vị khán giả đã đồng hành cùng chương trình Con Đã Lớn Khôn. Đó là Thạc sĩ Võ Thị Hồng Trước, hiện đang là giảng viên khoa Tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Một nhân vật nữa đó là Thạc sĩ Vũ Minh Huyền, hiện đang là hiệu trưởng trường Mầm non Tư Thục Bé Thiên Thần. Và ngày hôm nay cũng có sự hiện diện của rất đông quý vị phụ huynh cũng như là những khán giả đã dành nhiều sự yêu mến, quan tâm cho chương trình Con Đã Lớn Khôn. Xin được chào đón tất cả những khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đang có mặt tại phim trường. Ngay bây giờ đây, chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc hết sức đáng nhớ của chương trình Con Đã Lớn Khôn thông qua 26 số phát sóng. Xin mời quý vị. Tại thành thị, đời sống phát triển, các bậc cha mẹ có xu hướng chú trọng vào việc nâng cao chất lượng của việc chăm sóc phát triển thế hệ tương lai theo cách họ cho là tốt nhất. Trong khi đó, ở cùng lứa tuổi, những đứa trẻ sinh sống ở nông thôn hay những vùng kém phát triển hầu hết đều biết giúp cha mẹ làm việc nhà, thậm chí có thể trở thành lao động chính của gia đình. Ở độ tuổi từ 2 tuổi rưỡi đến 5 tuổi, trẻ đã có khả năng và rất muốn được tự mình làm những công việc mình thích, rất thích được giúp đỡ cha mẹ, người lớn để được khen. Điều đáng chú ý hơn là ở độ tuổi bé đã có những nhận thức nhất định. Đây chính là giai đoạn nền, giúp bé xây dựng tinh thần tự giác trong một số công việc hàng ngày, tạo điều kiện và cơ hội để bé tự vận động, tự tìm hiểu và va chạm với mọi thứ xung quanh cuộc sống của bé. Đó là cách tốt nhất mà cha mẹ có thể hiểu hơn và giúp con mình phát triển nhanh cả về thể chất và trí tuệ. Với ý nghĩa trên, đài truyền hình NTV Nhật Bản đã cho ra đời chương trình Con Đã Lớn Khôn và này đã được thực hiện phiên bản Việt. Chuyến đi đầu tiên không có mẹ. Mua 2 bịch tả cho em nha, em thích tả lắm á. Đem sang cho bà Phúc thì mẹ nha. Hai bạn cầm tiền đi mua hoa tặng bà nhé. Những chiếc camera và micro được giấu kín đã ghi lại cho chúng ta thấy sự thông minh, nhanh nhẹn của những đứa trẻ. Chị sang nha, chị xin lỗi nha. Mẹ chị tớ già to. Những giọt nước mắt, những nụ cười của những đứa trẻ khi chúng tự trải qua một thử thách lớn trong đời để chứng tỏ dù 3 hay 5 tuổi thì chúng con đã lớn khôn theo một cách đặc biệt. Theo kế hoạch, ekip thực hiện bộ phim sẽ cố gắng cải trang để hòa mình vào với môi trường xung quanh để không bị những đứa trẻ nhận ra. Những người thực hiện chương trình đã gặp gỡ bố mẹ các bé từ trước đó một tháng. Trong những ngày quay phim, người ta tranh thủ những lúc bọn trẻ đi ra ngoài để chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Những chiếc camera được giấu kín để ghi lại những hình ảnh diễn ra trong ngôi nhà. Chiếc micro nhỏ xíu cũng được khâu lại, giấu kỹ trong chiếc ba lô của đứa trẻ để thu lại những đối thoại của các bé. Ekip làm chương trình cố gắng có mặt ở nhiều nơi, từ Bắc tới Nam để ghi lại những thước phim quý giá về bước trưởng thành đầu tiên của những đứa trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên những bậc cha mẹ được chứng kiến khuôn mặt vui mừng rạng rỡ của các bé khi hoàn thành thử thách đầu đời. Vừa rồi chúng ta đã cùng điểm qua những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình Con Đã Lớn Khôn. Từ một chương trình của Nhật Bản đến nay thì đã có mặt tại Việt Nam và đã được quý vị phụ huynh hưởng ứng một cách rất là nhiệt tình khi đã một lần đưa con đến với một cơ hội mới, đó là cho con thử sức với một việc là giúp mẹ. Và hôm nay thì các thiên thần của chúng ta đang có những bộ đồ rất là đẹp, áo dài nè, rồi khăn đóng nè, rồi các bạn mặc áo đồng, wow, vương miện, đúng rồi đó, đầy màu sắc. Khác hẳn với cái hình ảnh mà mồ hôi nhễ nhại là rồi xách đồ lỉnh kỉnh vừa đi vừa khóc đúng không ạ? Và chắc chắn là chương trình Con Đã Lớn Khôn đã mang đến cho quý vị những khoảnh khắc hết sức là bất ngờ. Bởi vì thật sự thì chúng ta ngồi ngay tại đây cũng không thể nào tưởng tượng được là các bé sẽ hành động tiếp theo là việc gì và sẽ ứng phó như thế nào với cái tình huống đó đúng không ạ? Ngay bây giờ thì chương trình Con Đã Lớn Khôn xin được dành tặng quý vị khán giả những tình huống rất là đặc biệt trong 26 số phát sóng. Xin mời quý vị khán giả hãy theo dõi. Con dắt con chắc. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn khôn. Mẹ cười như hoa. Hai chị chó này lớn rồi mà còn nghịch quá. Chỉ tội cho cô Bin. Mẹ ơi.
con chó. Trời ơi, giật mình làm mình tưởng con chó rồi, anh thấy thương không? À, nắm tay dắt anh đi kìa. Trời ơi, chị nhỏ kia hay chưa? Cô bé tiếp tục tiễn Mickey ra đến tận ngã tư, nhưng không biết là tiễn Mickey hay là tiễn con gấu này đây. À, thích con gấu của anh, cuối cùng là đi theo anh là vì cái này đây. Ơ kìa, làm gì thế kia bé ơi? Thường ngày đi cùng mẹ, Phai vẫn thấy mẹ hay dừng lại để trả tiền chú bảo vệ này. Hôm nay có phải trả không nhỉ? À, mà Phai có đi xe đâu. Thôi, quyết định không trả nữa. À, con thích chọn kiểu tóc nào, con chỉ chú đi. Kia kìa, kia nhìn trên kia cơ mà. Ồ, bé Su đã quyết định chọn một kiểu tóc cực kỳ lãng tử. Giỏi quá, đã một mình quay trở lại trường học rồi. Ôi, con chó ở đâu thế nhỉ? Sợ quá. Này, sao lại để quyển sổ liên lạc ở bệ cửa thế kia hả Tít? Đã tới khu quầy sau rồi, nhưng có một sự cố bất ngờ xảy ra. Ôi, sao lại rủ cả bạn gái dắt mình đi tè thế này? Mà lần sau bố phải nhớ đi vào nhà vệ sinh trong siêu thị nhé. Đi ngoài đường thế này không lịch sự chút nào. Mẹ ơi, không có nhìn thấy hết chứ. Trời ơi, bé. Ơ, mình cầm một bánh cho bạn kìa. Nhưng rồi, làm quen bằng việc hào phóng thiết đại chú mèo món cá tươi thế này thì quả thật chẳng ai ngờ. Lại còn tiết mục mèo đi xe trượt cá này nữa mới là đặc biệt. Ôi, con thấy cái gói bánh của cô đánh rơi không? Hai con có thấy không? Chỉ giùm cô với. Ở dưới. Ở đâu con? Ở dưới ruộng rau. Trời ơi, làm sao mà nhặt đây? Mai chồng có bánh là bánh ở nhà cháu rồi, mai chồng đi ốp nữa. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng chia sẻ những khoảnh khắc hết sức ngộ nghĩnh và có thể nói là có một không hai. Chỉ có ở chương trình Con Đã Lớn Khôn chúng ta mới thấy được là cái cách xử lý tình huống của các bé như vậy. Trong thế giới của trẻ con, khi mà nói về ngôn ngữ của trẻ con thì hỡi ơi, có biết bao nhiêu điều để chúng ta phải bàn, đúng không ạ? À? Và có những câu nói mà phụ huynh không thể nào ngờ tới là trong trường hợp đó con sẽ nói như vậy, con sẽ xử lý như vậy. Bây giờ là những câu nói rất đáng nhớ và đặc biệt được khán giả ghi nhận trong chương trình Con Đã Lớn Khôn. Xin mời quý vị cùng đến với những câu nói, những đoạn đối thoại rất là ấn tượng của chương trình. Ai về nào quê vậy? Tóc đen đó mới là Việt Nam. Bây giờ trắng tóc vàng 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 đất á, chứ trắng là người Ý. Thì trộn mày chung với nhau nè. Đừng bệnh thế gì mà. Đừng không bệnh đâu. Đừng chỉ nhiều cát thì thôi. Giữa bên nhiều cây thế gì mà. Nó đi buồn đôi rồi. Nó không có gì đâu mà chẳng thấy mẹ đâu. Mẹ tớ đi làm, tớ phải đi về bóp ấy. Tớ không đi một mình. Mẹ mình bắt tớ, mẹ mình dám đâu. Cậu ơi là cậu. Đi mỏi chân quá. Đi đại. Lần tới rồi con, mấy chục cây nữa tới rồi. Dạ, lát nữa giờ ăn đòn quá. Hay là mẹ cho ăn đòn ba đứa luôn. Mẹ tôi nói là đi đâu sao quá vậy? Mẹ vừa quýnh tầng đang buồn lo á. Con có đủ 10.000 thôi à, còn có nhiêu đó thôi à. 18 không? 18 đây, 18 đây nha. 18
Đâu? Đâu rồi? Rồi đây của con đây thôi. Chỗ đâu? Đây, trà sữa đây nè. Bên. Vượt qua nó rồi. Bên. Phải chờ nhau, mới là người tốt bụng. Còn đây không phải người tốt bụng đâu. Là người tốt bụng. Ơi, cá thấy xong rồi kìa. Thôi cho bọn cá đi. Để em về cho mẹ. Cái gì chị được đi Paris? Đây có lẽ là cô nàng gấu lạc quan nhất khi vẫn mơ mộng được ngay cả trong thực tại của mình. Ngọc này không biết uống, nó không biết mời nha. Quả đúng là một ông chú khó tính. Mà mình thấy là cái ngôn ngữ của trẻ con nó rất là đặc biệt ở chỗ nè. Tức là cái quá trình hình thành ngôn ngữ là quá trình nhập tâm, bắt chước. Giống như là một cái sự tích trữ vậy, một sự tích lũy, đến một lúc nào đó thì tích lũy đủ thì nó bộc phát lên. Thì có thể là nó cũng có dựa trên những cái ngôn ngữ của người, cái chuẩn mực về ngôn ngữ của người lớn, nhưng mà lại qua lăng kính của trẻ con. Cho nên có thể sử dụng không đúng theo cái quy tắc nào hết, cho nên nó rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu. Chị Huyền thấy như thế nào? Chị Huyền đặc biệt ấn tượng với câu nói nào? Chứ còn riêng em thì em thích nhất cái câu mà của Kim với Bob, rất là dễ thương. Chị nghĩ là chị đoán là em thích câu nào đó. Chị nghĩ là thế nào Thảo cũng sẽ nhắc về cái câu mà thế cầm tay ai đấy, tay kia có cầm tay ai không? Tay này nắm tay Bob, tay kia Kim nắm tay ai? Nghe rất là đáng yêu đúng không chị? Và chúng ta đã đến với những tình huống ngộ nghĩnh nè, những câu nói rất ấn tượng rồi. Và đặc biệt chỉ riêng ở chương trình Con Đã Lớn Khôn thì quý vị mới có thể cảm nhận được những sáng kiến hết sức là độc đáo mà chỉ riêng các bé mới có được. Và đây là sáng kiến. Cũng có vẻ hiệu quả đấy chứ. Cố lên như Quỳnh ơi. Biết điểm yếu của cậu, Tích Lu đã nhanh mắt tìm thấy nút điều khiển của thang máy. Hay quá. Giờ thì có khác gì cầu thang bộ đâu. Cậu mình cứ tự tin bước xuống nhé. Rồi bé X lại nghĩ ra cách cắm ô kiểu này. Để xem là sẽ sáng. Chơi như vậy sao thấy đường đi ta? À, không, một cây đằng trước, một cây đằng sau mới ngầu. Tại sao nay mày khóc, nước mắt cứ đã làm con khóc theo. Và con xin hứa sẽ tự vì con muốn nói một điều duy nhất. Con nhìn tay. Nhưng thế này thì quả thật là khó ai có thể ngờ được. Giờ chị giải quyết như vậy thôi. Cô Thảo mời anh Hai Lúa đứng lên nè. Con ơi, ở nhà Lúa có hay ăn hiếp em không con? Rồi nếu mà lỡ em mà bị bạn khác ăn hiếp thì con sẽ làm gì để giúp em? Rồi con thương cô, đỡ em lên. Rồi con làm gì nữa? Lỡ mà bạn khác đánh em thì sao? À, giỏi quá. Bởi vậy, đôi khi là sau câu hỏi đó của Thanh Thảo á, nhiều người sẽ đoán là con sẽ nói là dạ con đánh lại, đúng không? Nhưng mà đằng này Hai Lúa không trả lời như vậy, mà phải nói là dạ con sẽ đưa em tránh ra chỗ khác. Đó, điều đó thì làm cho quý vị càng chứng tỏ thêm rằng là chúng ta không thể nào đoán được những hành động cũng như là những cách xử lý tình huống của các bé trong chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng chia sẻ với chúng tôi những hình ảnh thú vị tiếp theo. Đó chính là những gương mặt nhỏ tuổi nhất đã để lại nhiều ấn tượng của chương trình Con Đã Lớn Khôn sau 26 số phát sóng. Xin mời quý vị. Con đi nhà sách với ai? Kim nhìn thấy bố đau không Kim?
đâu, nhưng mà nặng nằm nơi kia chẳng ai dám đỡ lại chắc cậu. Chúng ta có thể nói những em bé trên 2 tuổi này là chìa khóa điểm xuyết của sự thành công của chương trình Con Đã Lớn Khôn, bởi vì đôi khi sự tham gia của các bé làm cho chúng ta cảm thấy là tự tin hơn khi ở tuổi nhỏ mà các con đã có thể thực hiện được những nhiệm vụ lớn. Và đặc biệt là có thể là cái sự vất vả của những ông anh bà chị khi mà cuộc hành trình của mình đúng là rồi, phải mang theo. Chị đồng ý cái chuyện đấy, tức là khi mà có em rồi thì sẽ là một cái cơ hội rất là tốt để thể hiện bản lĩnh của các ông anh bà chị. Mấy em bé nhỏ này giống như là phép thử. Đúng rồi, làm anh không có dễ mà đúng không? Nhưng mà ai yêu em bé thì làm được thôi. Đúng rồi, làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Cho nên bây giờ là trong chương trình Con Đã Lớn Khôn, chúng tôi cũng đã nhận ra được hình ảnh dấp dáng của những ông anh bà chị hết sức là gương mẫu, luôn luôn chăm sóc và che chở cho em. Xin mời quý vị khán giả hãy xem những hình ảnh sau đây. Giúp mình trong hoàn cảnh này. Và đây là bài học thứ hai chị gấu gương mẫu dành cho Ti, luôn vứt rác đúng chỗ. Thật sự không có một đạo diễn nào có thể tài tình dàn dựng được những tình huống và những cách xử lý của các bé như vậy. Tất cả những điều này hoàn toàn được diễn ra một cách tự nhiên, theo tâm lý và sự phát triển của các bé. Và khi mà nhắc đến yếu tố thành công cho một chương trình, chắc hẳn là chúng ta phải nghĩ đến là có muôn vàn yếu tố nhỏ xung quanh để góp phần thành công cho chương trình. Ngoài nhiệm vụ chính của những người thực hiện chương trình, ekip tổ chức làm thế nào để mang đến những hình ảnh đẹp nhất, đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho các bé, thì còn có sự phối hợp của phụ huynh, gia đình và những tình cảm của khán giả dành cho chương trình. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể kể đến là những cung bậc cảm xúc hết sức là dễ thương từ lời bài hát Con Đã Lớn Khôn. Vậy thì bài hát này đã ra đời như thế nào? Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Đầu tiên khi tôi nhận cái bản brief thì tôi thấy rằng cái suy nghĩ của người lớn về con nít đôi lúc nó sai. Và hãy để cho trẻ em nó lên tiếng, và qua cái chương trình này thấy được trẻ em có thể làm được những cái điều mà người lớn chúng ta không nghĩ ra, bởi vì chúng ta không có cho các em có một cái cơ hội. Tôi nghĩ điều đó là một cái điều làm tôi hứng thú. Nào cùng vui bình minh, buổi sáng thức dậy, và ngày hôm nay thật biết bao điều hay. Và còn hôm nay sẽ nói với mẹ rằng
con đã bây giờ lớn khôn. Thực sự là cái khi nhận bài hát này so với Đức thấy như là một cái thử thách. Đức thấy có một cái sự khác biệt rằng là mình sẽ hát một ca khúc mà mình nói về những đứa trẻ. Chẳng biết làm sao mình khi mà mình sẽ thể hiện cái ca khúc đó sẽ như thế nào nữa. Mình suy nghĩ nhiều lắm. Thôi thì sẽ chắc là phải cố gắng thể hiện cho nó tốt chứ. Chứ bây giờ nó hơi khó. Mẹ ơi yêu mẹ nhớ trên đời.